Chưa? Làm sao việc gì được? Đây không. Lại vòng nữa. Kiểu như một trâu nhỉ. Bóp cỏ này nhá. Đấy. Xong mày không ship vào đây. Không cần. Quả đấy chất đẹp chưa? Đấy. Bàn điện. Cho thịt keo vào đây cái êm ngay. Nhật dưới mới được. Chả cần phải keo. Mai dễ thì tự phun rồi đấy. 1 triệu bạc này. Xong vào. Móc cho phẳng luôn. Móc được đâu ra đấy. Keo cho luôn cái này cả cái to đi đấy cô cái nó khác hẳn ngay cái gì dễ nềm chầm đấy nó sạch sẽ thế nào nhặt tổng vệ sinh hết ở dưới đi chẳng nặng nhá kinh đấy nha xinh luôn to à. Đại thụ thiên nhiên. Do xuống cho nó thì có tí mưa. Nay mang mỗi con đấy đi. Anh mang đi bán hết nhỉ? Nhanh đi. Bán những cái gì mà nhanh đi. Vào tí ô này cho nó đỡ mưa. Bỏ bạn nhỉ. Sáng ngày bán những cây gì đấy? Bán được cây vòng cách. À cây vòng cách. Sáng nay cô cũng hỏi mà cây vòng cách đẹp đấy. Bán được cách với cái sộp. Cái phơi. Mưa gió này mà bán được thế thì để xem cái này nào. Chê không lấy. Này đấy, nó có mấy cái nhặt này. Bao nhiêu đây? hay là lại nhốt? 3 triệu. Để chơi. Hai lúc. Để nhốt. Vừa mua được. Bỏ đây ra. Sạch đây. Sạch sớm. Nãy lên thêm 2 nốt nữa rồi. Thì dư rồi. Thì cứ là nếu thêm 2 nốt là quá thêm 2 nốt. Nhìn cái quả bệ với quả thoát thân là sướng nhỉ. Quả thoát thân này nhìn nó sướng. Bệ nó này như cái đoạn thân này này. Lên đây là cao. Thấy cho chòi ra mày. Cắt như này rồi nhưng thì chỉ để một thân. Cắt như này rồi. Để chúng chủ cắt ngắn như này xong rồi cũng được cao quá. Lên bầm bê lên một thân thôi. Cái hoa thì để nó nùm được rồi. Sao hoa sao nó lên lại thu tiếp mà. Ta đây nhá. Giờ cứ thả này thôi, sau lên lại thu tiếp. Mai rồi cái chỉ cái vấn đề một thân rồi. Mai là thân nào bây giờ đánh này. Cái thân giữa kìa. Không. Cái này thì thô. Cái này bỏ. Bây giờ anh em muốn cắt nó đẹp thì cắt từ đây này, lấy một thân này thôi. Cắt cả ba đi cho mọc ở cái chỗ cuối cùng ấy. Đấy. Cắt cả ba đi. Sau nó mọc tùm tùm mà cứ để vậy đã. Sau nó mọc thì tí đầu rồi mang cái thân này nhá. Chứ bây giờ cắt là vội làm gì? Cắt cả ba cùng rồi. Mân kiểu này á, đun. Cắt đây này. Mân kiểu này cắt đây này. Đúng rồi đấy. Nuôi và cắt. Đúng rồi đấy. Cứ nuôi xong nó này thì cắt thiếu gì lúc cắt cắt hội gì. Cắt sát cả ba đầu vào cái chú chính là đẹp nhất. Em mua đi em ơi. Còn nếu mà không muốn biết cắt ở đâu thì bán. Cứ đến mà phải tính sau chứ. Đúng rồi. Chứ bây giờ tội gì cắt vội làm gì. Sau lại tiếc. Sau nó lên thì tháo ở chỗ cắt. Nó lại mọc đầy mà. Này nó phun từ phun dưới lên. Dưới tay rồi hết. Con này mai khi nó nổ. Này bao nhiêu đây? Con này 45 triệu. 45 à? 45. Bỏ quá. Xa rồi. Hàng khủng. Năm điền khủng. Đây. 3 ba người này gộp lại bằng một cây này cùng to rất ra này nó bảo 2 giờ mới có kết quả lại 2 giờ lại lóc cóp cho nhau đấy mệt thật chắc số thứ nhất
Nó mới chỉ bảo đúng như em ngày xưa thì đi ra 198 mà. Tôi làm là tôi đóng bảo hiểm ở đấy. Không, đấy nó gần nhất ra bảo hiểm quái khám dịch vụ nó nhanh. Sao bên để nguyên vậy còn làm 3 thân đẹp hơn này. Mai chị sẽ làm lại nhất. Chả gần cái nào hơn nữa. Chung là giờ là cho ăn chế độ thùng xốp thả sống. Đấy, phút to lên thì nuôi lên một nhánh tán lên đúng chỉ phải thùng xốp. Cái miếng này miếng gì thịt mẹ. Vẫn hết rễ được rồi. Ờ cái rễ nó cây nó vẫn sống nhỉ? Sống. Rễ đây sống. Sống đấy. Cái này nó mọc dễ lên mọc được. Rất chậm lớn nhưng mà lại rất dễ sống. Thế người ta. Cái gì? Ba cái uống nước này. Không người mai không nào có cái ngồi đẹp đấy. Đấy. Tay chuột. Cắt cái gì? Cái tiền đấy là cắt. Cắt cái này đi. Về cả đuôi đấy. Đập cục tiền mà lấy đâu mà này. Về rất thích. Đủ đốt đến nhưng mà chưa. Đúng rồi, con này. Bé nhưng mà trực. Bé đầm ấy, vững này. Bé nhất giật. Vững chắc này. Con này bao nhiêu anh? Này bao tiền anh? Dạ. Bay lấy hay là thế nào? Hỏi cho anh em mới biết. Anh em giờ lấy đâu ở chỗ để? Chuyện thôi. Này, con cây này. Chơi triệu 2 thôi. Triệu 2. Nhỏ như một giả. Ừ. Tay làm thì thích. Còn mấy cây kia thì thôi chờ đáp hỏi. Anh em nào thích alo. Đi em trực tiếp bản chất. Nhỏ nhỏ này nó vừa vừa với anh em. Con này nó quá đẳng cấp. Châu Âu luôn nhưng mà châu Á. Châu Phi. Sang châu Âu hỏi cái này, đéo biết là cây gì vậy. Đẳng cấp của châu Âu đấy. Đây. Chào Phúc Kiến. Mưa quá. Đấy, cục này. Đấy, anh đang xem cái cục này cũng được. Hai cục, chầu hai bên, cục này. Chầu hai bên. Hùng là Hùng Cao, đúng là anh Khánh. Nhiều hùng lắm, chợ nhiều hùng lắm. Xe phải to kìa. Mưa khó chịu thế nhỉ. Lộp lộp vào đầu. Này chợ cũng vắng thôi. Này mưa muộn mà chợ cũng vắng. Chịu khó ra chợ quá nhỉ. Nay có ship ở khu vực nào không? Có em chở xuống con gánh. À thế. Đấy, con này được này. Lấy về. Được, con này được. Ít xẹo. Thế đâu hỏi túi nó bao nhiêu. Con này nó tuần trọng rồi. Cô A7 ta không thêm đổi về sau thì cũng muộn. Thế đâu phải thêm đổi về sau. Để một cái này cũng muốn yêu không? Này cắt sớm này nghe phải nuôi to. Đấy là một con lão. Cực lão. Này này to, vui cái sốt. Chắc phải lái lại cái ngọn mà đẩy ra đây thì hơi. Hơi đau đầu cái ngọn. Chung là cây này được, người nuôi được. Đấy, cây này bới bới rồi này. Mà nó bới bới móc móc. Xem ở dưới nào. Con này lá bé tí ấy nhỉ. Điệt. Đó.
cắt ra mày lại cướp nhau. Thịt mẹ mà đâu về bạn định tiền nuôi thêm. Nuôi thêm từ kênh chính á. Luôn cho nó to nữa thì mình khoai cho con cổ chân thì mình làm. Nhưng bây giờ thì bây giờ nuôi cứ nuôi luôn. Nãy chơi theo cổ chân thì lâu lắm. Này chờ mất 3 năm nữa. Không. Cây uống dương. Khế. Dương ơi, khế bao tiền anh Dương ơi? Khế đi 3 triệu. Đấy. Trời mưa bán giật mình 3 triệu. Bán rẻ đâu. To lắm. To đau lưng lắm. Muốn chơi lắm nhưng mà đau lưng lắm. Được cho đây tôi mang cái bể này đi đâu đây? Tôi bể đấy, anh bán cây còn bể không? Bể mới nhỉ, nặng quá nhỉ. Về xưa thì được. Đấy. Tưởng bảo chỉ 4-5 triệu hay là 45 triệu nhỉ? 45 triệu. 45 triệu. Ok rồi. Được.